các bạn. Thì hôm nay thì mình sẽ cùng các bạn đi xem cái một bộ truyện mới của Kim Đồng này, là bộ Bá Tước Tiểu Thư. Cái bộ này thì ra cũng khá là lâu rồi, xuất bản lần đầu tiên năm 79 hay 1979 ở Nhật, cách đây phải 40 năm rồi, rất lâu. Cái quyển này sẽ có giá là 30.000 và sẽ được thiết kế là dưới dạng bìa rời, bìa thì sẽ được cán mở. Đây là mặt trong chẳng có cái gì cả. Thì quyển này sẽ được in 8.000 bản, số lượng in khá nhiều, khổ phổ biến thôi. Ở tập 1 thì sẽ có độ dày 216 trang, khá dày, và in ở nhà in Lê Quang Lộc. Nhà in Lê Quang Lộc thì các bạn tự biết là cái chất lượng in với chất lượng mực là như thế nào rồi đấy. Thì về phần giấy của truyện này thì mình thấy là giấy của truyện này tương đương với cái bộ Birdman hiện tại đang ra của Kim Đồng. Và cái bộ Birdman này cũng in từ nhà in Lê Quang Lộc luôn. Thì link mình để ở góc đấy, màn hình, hoặc là các bạn có thể tìm trong kênh của mình. Đã có bài nói về cái bộ Birdman này rồi. Đến về phần giấy, còn về phần in của cái bộ này, thứ nhất là về phần mực thì mình thấy là khá là hắc, có thể là đặc trưng của cái nhà in này. Mình thấy bộ nào in ở cái nhà in này mực cũng đều cực kỳ hắc. Về chất lượng in thì mình thấy là chất lượng in của cái bộ này khá là xấu, chỗ thì đậm, chỗ thì nhạt, chỗ thì mờ, mình đọc mình khá là đau mắt. Đây, ngay từ những trang đầu đây nhìn đã thấy xấu rồi. Đây, mờ mờ này, đậm đậm này, màu nó không đều, mà mình đọc xong cái quyển này mình cực kỳ đau mắt luôn, do cái phần in màu nó không đều nhau cho nên là đọc rất khó chịu. Mình sẽ dở qua cho các bạn xem về cái chất lượng in. Mình có thể đánh giá là cái chất lượng in của cái quyển này khá là xì đà. Cũng có một vài trang thì rất là nét, nhưng mà đấy là chỉ thiểu số thôi. Còn đâu tổng quan thì là in rất xấu. Đây, được cái trang này nhìn rõ nét này. Cũng có thể là do chuyện này đã khá là lâu rồi cho nên nó không có được cái bản scan đẹp. Nhưng mà nếu thế thì nhà xuất bản phải khắc phục thôi chứ làm thế nào. Nếu mà không in đẹp, không in ngon được thì tốt nhất là không nên xuất bản. Bởi vì xuất bản một cái bộ truyện mà cái chất lượng in nó xấu quá thì nó cũng khiến người đọc khó chịu. Đây, cái trang này các bạn nhìn thấy nó tối không? Và mình thấy nó cứ bẩn bẩn kiểu gì ý. Đây, phần mực này. Đây, cái trang này nhìn trông này, cây này vẽ này nét niếc nó mất lung tung luôn. Cái này mình không hiểu sao có mấy cái vân đen đen này này. Đây, chỗ này nó cũng nhòe này. Nói chung là về phần giấy thì ok, nhưng mà phần in thì rất là xì đà. Thế về phần truyện, tập 1 các bạn sẽ được tặng kèm một cái lót ly bằng bìa, sẽ được cán mở. Đây là hai mặt này. Thì cái lót ly này khá là dày đây, cực dày luôn. Đây, mình có thể so sánh cho các bạn xem. Đây là cái lót ly của Năm Nàng Dâu tập 1. Đây, các bạn có thể thấy này, nó chỉ mỏng hơn cái lót ly Năm Nàng Dâu một chút, một chút thôi. Có thể gọi tương đương nhau, mà cái lót ly Năm Nàng Dâu vẫn dày hơn chút. Đấy, thì bạn nào có cái lót ly này
chắc chắn là mình nghĩ là bạn nào cũng đều có cái bộ này rồi. Và nhất là tầm 1 thì các bạn có thể dở ra các bạn cầm, thì các bạn sẽ có tưởng tượng được ra cái độ dày của cái lottery của cái bá tước tiểu thư này. Corinne là một cô gái sống trong cô nhi viện từ nhỏ. Vì là chị cả nên mọi việc trong cô nhi viện, từ giặt rũ, chăm sóc, chơi đùa với lũ trẻ đều do cô đảm nhiệm. Trong một lần tình cờ gặp Richard, là một chàng trai quý tộc bị mù cả hai mắt, giữa hai người đã nảy sinh tình cảm. Alan, bạn thân của Richard, cũng đem lòng yêu thương Corinne. Đứng trước tình cảm của hai chàng trai dành cho mình, Corinne cũng cảm thấy khá là bối rối khi đưa ra sự lựa chọn. Và trong một lần sẩy chân ngã xuống hồ, cô đã được Richard mạo hiểm tính mạng nhảy xuống cứu. Và từ đây, tình cảm của cô đã thực sự nghiêng về phía Richard. Richard được Alan đưa đến Paris để phẫu thuật mắt. Và tình cờ lúc này thì Corinne cũng nhận được tin cô là cháu gái thất lạc của gia đình bá tước. Và rồi cô phải tạm biệt cô nhi viện và cùng với quản gia trở về Paris để đoàn tụ với gia đình. Và trên đường đi, con tàu chở cô đã gặp nạn. Cô đã bị Anna, một ả trộm cắp có tiếng trên tàu, hãm hại và đánh cháo thân phận để trở thành tiểu thư nhà bá tước. Mặc dù đã được cứu, nhưng cô đã mất hết trí nhớ. Tình yêu, thù hận, lãng mạn, nội dung chuyện chắc sẽ xoay quanh quá trình tìm lại quá khứ của Corinne và sự lựa chọn tình cảm của cô đối với Richard và Alan. Thật sự thì những cái chuyện có cái nội dung kiểu này thì không hấp dẫn đối với mình. Nhưng mà vì thông tin về bộ truyện được thiết kế lại so với cái bản trước đây và lại còn được tặng kèm một lottery nên là mình mới mua thử. Nhưng mà với cái chất lượng in ấn kiểu này thì thôi, đúng là mua lottery là chính và chuyện chỉ là quà tặng thôi chứ không phải là mua chuyện tặng lottery nữa.